Sau khi lập gia đình vào năm 2018, anh Rơ Châm Sớ được bố mẹ cho ra ở riêng cùng vài sào đất trồng cà phê. Thời gian đầu, cuộc sống của vợ chồng anh rất vất vả và túng thiếu. Trước hoàn cảnh đó, anh Rơ Châm Sớ luôn đau đớn suy nghĩ phải tìm cách vươn lên để thoát nghèo, ổn định kinh tế gia đình. Nghĩ là làm, anh đã mạnh dạn vay vốn của phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thông qua ủy thác của đoàn xã Gia Ca để mở rộng diện tích vườn cà phê kết hợp với trồng một số loại cây ăn trái. Trước đây thì gia đình hai vợ chồng thì chưa có vay vốn để hỗ trợ. Giờ thì Ngân hàng Chính sách Nhà nước cho vay vốn được hàng tháng lãi ít. Hai vợ chồng cố gắng vay vốn để mua cây giống cà phê để mà trồng. Thế tới bây giờ thì nói chung thì hai vợ chồng gia đình cũng tạm ổn. Thu nhập hàng năm thì nói chung hai vợ chồng thì cũng tạm ổn. Cái bình quân thu nhập thì một năm thì 101, đến lúc thì 102. Bên cạnh đó, anh Sớ còn chịu khó học hỏi kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp. Tích lũy được bao nhiêu, anh lại tiếp tục dùng để đầu tư chăm sóc và mua thêm đất để canh tác. Nhờ đó, từ vài sào cà phê được bố mẹ cho ban đầu, sau 6 năm, anh Sớ có hơn 1,5 hectare cà phê đang cho thu hoạch với năng suất cao và hơn 100 cây sầu riêng trồng năm thứ 3 phát triển tốt. Thời gian sắp tới thì hai vợ chồng cố gắng làm thêm nữa. Và nếu mà có được cà lên giá thì mua thêm mấy con bò để nuôi và mua thêm các loại cây giống khác nữa để trồng xen cành cùng với cây cà phê. Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Sớ còn là một đoàn viên năng động, nhiệt huyết trong phong trào đoàn. Anh từng là thủ lĩnh thanh niên của làng Chu Răng trong 6 năm liên tiếp. Với nhiệt huyết và uy tín của mình, anh Sớ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ thanh niên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế, hướng dẫn thanh niên sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả. Là một người thanh niên bản địa tại thôn làng, anh nhiệt huyết với công tác đoàn, rồi anh ứng dụng, sử dụng các nguồn vốn vay như là bên Ngân hàng Chính sách, rồi các nguồn hỗ trợ khác từ địa phương, rồi anh sử dụng cái vào mục đích chính là làm kinh tế, phát triển kinh tế của mình. Qua cái phát triển kinh tế của bản thân thì anh cũng chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn đoàn viên, anh tuyên truyền, vận động các bạn đoàn viên là cố gắng học tập và làm kinh tế tại địa phương để nhằm nâng cao phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Với sự kiên trì, quyết tâm, không ngại gian khổ, anh Rơ Châm Sớ đã gặt hái được những kết quả tốt đẹp trong quá trình vượt khó thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Qua đó, khẳng định được tinh thần dám nghĩ, dám làm, ý chí vươn lên của tuổi trẻ và góp phần nâng cao vai trò của thanh niên nông thôn trong xây dựng và phát triển quê hương.